đây ra biển chưa nè? Thì rồi thì không bị nhắc lại được ạ. Tiếp mình dùng cái bớm đó. Bớm tiếp bao nhiêu? Rồi hụt về. Rồi nếu không nhắc nữa. Đây. Cái này học dễ thuộc luôn. Thì hình dung ra cho mình xem lại nhé. Từ bớm đi hụt về. Có hai vòng tuần hoàn. Là đại tuần hoàn và tiểu tuần hoàn. Cái tuần hoàn phổ đi ạ. Cái phổ đi học bài học kỳ 1 này. Nó phải nhớ là đối với cái tuần hoàn phổ ạ. Học kỳ 1 thì mình học về cái phổ cái hô hấp á. Nhưng phải nhớ là cái tuần hoàn phổ đi còn có cái khác với tuần hoàn hệ thống. Khác nhiều thứ. Tuần hoàn phổ tôi còn gọi là tuần hoàn áp suất thấp. Áp suất thấp còn đại tuần hoàn. Thế thì phải bật 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 hơn nữa là cái động mạch phổ đi càng dễ dàng lắm, càng rộng hơn, càng dễ dàng hơn. Đấy, và vì vậy mà cái tim phải nhìn như này khi sinh ra đời á, khi đẻ ra thì đứa trẻ con mình làm siêu âm làm tim nhỏ thì thấy tim phải này đỡ hơn tim trái. Bây giờ trẻ trẻ nhỏ một tuổi hay mấy tháng vẫn là tim phải đỡ hơn tim trái, nhưng mà khi lớn dần dần bây giờ trưởng thành thế này á là mình tim phải chỉ bằng 1/3 thôi. Tức là mình khi mình làm siêu âm tim mà mình đánh vào thì mình biết, còn nếu mà tôi đánh vào tôi thấy phải trái bằng nhau là coi như giáo coi như tim phải lớn. Đấy, cho nên thường tại sao tim phải nó không hợp pháp không còn tim trái á, vì dày cái cơ thân trái là dày gấp đôi cơ thân phải, là cơ thân trái phải tới 10 mm nhưng mà thân phải có 5 thôi, dưới 5 mm thôi. Đấy, bởi vì động đây là tuần hoàn áp suất thấp, vì vậy khi mà tim phải nó động đến nó không cần gắn gì hết á, và công của nó chỉ bằng 1/3 công của bên trái thôi. Ví dụ bên trái này này muốn tổng vào động mạch chủ thì phải bảo vệ nó phải vượt khỏi 100 mm thủy ngân mới tổng được. Còn thằng thằng bên cái anh bên bên phải này chỉ cần khoảng 20 mm thì nó tổng được rồi. Đó là nói về áp lực trung bình, là áp lực trung bình khoảng cả 20 thôi là đã tổng được rồi. Bên đây 100 lần thì gấp 5 lần nữa này, gọi là tuần hoàn áp suất thấp. Đấy, còn cái anh đại tuần hoàn và trong cái phân tích mạch này thì rất nhiều cái đại tuần hoàn thôi, đại tuần hoàn thôi nhé. Bởi vì tuần hoàn phổi là riêng, tuần hoàn phổi là gọi là tuần hoàn địa phương, tuần hoàn phổi, tuần hoàn não, tuần hoàn mạch vành, những tuần hoàn rất là quan trọng và tuần hoàn địa phương thì mình không nói cái gì, phải tìm hiểu thêm thôi. Bởi vì mình có hồi xưa có dạy, hồi trước mà khi mình nhiều tiếng á, mà khi mà có ghi tới 12 tiếng mà thì có 2 tiếng cuối cùng mà dạy về cái tuần hoàn chung chung này, bây giờ không có tiếng thì mình phải tự tìm hiểu và đọc thôi, mà phải đọc. Bởi vì sau này cả cái bệnh lý ở phổi hay bệnh lý ở não, như đột quỵ á, xuất hiện não này, nhồi máu não thì nó liên quan tới tuần hoàn não không? Nó liên quan. Vẫn như thế nghe hay nghe bệnh rối loạn tuần hoàn não này, suy tuần hoàn não này, thiểu năng tuần hoàn não này. Đấy, thì bên về nhà phải đọc cái sinh lý, cái lưu lượng máu đến não này. Về trong điều kiện sinh lý nó bao nhiêu, áp lực nào bao nhiêu thì mình phải đọc vào đó. Mình phải học hết không? Mình phải chọn lọc, mình phải cái nào học hết. Mà mình phải chọn lọc một số cái để mình phục vụ cho cái lâm sàng của mình. Đấy, mình có chọn lọc, mình phải biết cách chọn lọc nữa. Bây giờ mình học cái đài tuần hoàn đi, vô cùng quan trọng luôn. Nhìn thấy đây để biết là hai cái vòng tuần hoàn này đều giống nhau cái gì? Đều là vận chuyển khí và các chất. Là giống nhau chứ? Anh nào vận chuyển khí và các chất? Đấy, anh thì lên phổi, còn anh đi đâu? Đi khắp cơ thể luôn, đúng không? Một anh thì lên phổi, anh đi khắp cơ thể. Nhưng mà về mặt chức năng, đây về mặt chức năng nha, nó khác nhau cái gì? Tức là giống nhau, về mặt chức năng nó còn giống nhau là vận chuyển khí và các chất, các chất trong máu, đó là giống nhau nha. Nhưng mà cũng mặt chức năng còn khác nhau cơ bản, một cái khác nhau rất là cơ bản giữa hai vòng tuần hoàn này. Mới là lực phỏ tập rồi, khác nhau cơ bản gì? Cô nói khác nhau cơ bản là về chức năng trao đổi, là về thành phần phỏ, thành phần ở trong động mạch. Cái gì? Thành phần gì? Trao đổi trong động mạch. Là thành phần địa phương là động mạch chứ động mạch. Đúng không? Lượng động mạch có, tình mạch có, chắc chắn động mạch đâu. Đấy là thành phần trong là khác thay khác nhau. Thành phần khác. Không không, đúng là thành phần khác nhau. Tôi là cái chúng thôi. Là cái lượng thôi. Không có khác. Cái lượng là giống nhau hết á. Để vận chuyển khí và các chất là giống nhau thôi. Không phải chuyện nhỏ nhỏ trong. Đương nhiên, bên này oxy, bên này CO2 nhiều hơn là khác rồi. Nhưng mà đó là vận chuyển, hoặc cũng dù khác hay giống lao động là vận chuyển khí và các gì? Các chất, nhưng mà khác nhau căn bản, cơ bản á. Như thế này thì khác cơ bản đi. Dạ, tôi còn lợn là để đi nuôi. Còn tôi còn phổi là để đó để mà để
các chất để oxy. Làm gì phải để oxy? Nó thải CO2 ra, nó để oxy nữa. Dạ, để thải CO2. Mà như vậy phong tôi hoang là tôi hoang gì? Dính dưỡng. Hiểu là tôi hoang lượng là tôi hoang dính dưỡng. Còn tôi hoang nhỏ là tôi hoang gì? Chức phần trao đổi, chỉ trao đổi thôi, chức năng thôi. Như vậy máu lên phổi còn nuôi phổi không? Không. Máu trong buồng tim nó còn nuôi tim không? Dạ không. Máu trong buồng tim nó thể tại đây máu không còn nuôi tim không? Dạ không. Cháu nói hăng hải ngồi xuống. Đấy, tại vì nhà học mấy học chưa tới mà phải tìm hiểu xem thử máu ở phổi này thì không nuôi phổi rồi, nói rồi nhá. À, còn một tim. Nhưng máu trong buồng tim là sao? Có một xíu. Vâng, có thể nuôi tim, được chưa? Tất nhiên để nuôi tim phải động mạch vành rồi. Nếu mà cái thằng máu trong buồng tim về nhà đọc xem thử tim ở đâu, xem thử trong buồng tim có nuôi tim gì không. Đây, mình chỉ biết cơ tim của mình nó dày nhá. Đây, dày cho đây này. Học động mạch vành chưa? Học về phẫu động mạch vành chưa? Đấy, mà vành nó sẽ từ động mạch chủ đó. Mạch vành là một nhánh của động mạch chủ. Động mạch chủ đấy nhá, nó chui vào ở đâu? Nó cái vành động mạch chủ đấy. Đó là chủ của ba lá. Lá gì? Lá bên phải, lá bên trái, lá gì? Lá không vành. Thì cái lá bên phải, bên trái là động mạch vành, nó chui ra ở đấy. Bên phải, nhưng mà khi nó chui ra thì nằm trên thường tâm mạch á. Trên cái rạch bí thất á, sau đó nó sẽ chia nhánh nhỏ nhỏ len lỏi ra đâu? Vào trong khối cơ tim. Tức là len lỏi vào, và càng vào sâu thì càng chia nhánh càng gì? Càng nhỏ dần. Như vậy động mạch vành thường tâm mạch thì bự. Mà đi vô sâu trong nội tâm mạch thì sao? Vô trong lớp cơ tim á. Sạc nội tâm mạch thì nhỏ hết. Đấy, như vậy, và cái máu vào bạch mạch nó sẽ phụ thuộc vào áp lực đấy. Và cả lực đẩy á. Đấy, như là đẩy. Vậy, và mạch vành nhận máu từ tim nào? Tâm trương. Đấy, tâm trương và tâm trương đó. Vì vậy, tôi kêu tâm trương. Cho nên khi mà tim bọc được thì tim giảm mình nhận máu vào. Mà nếu mà và những cái mạch máu mà sạc nội tâm mạch nó khó nhận máu vô cùng luôn. Bởi vì khi vào đó là càng chia nhỏ. Bình thường đã khó nhận máu rồi. Và nếu mà tâm trương còn thấp á, là càng khó nhận máu được. Vì vậy chị sẽ thấy này, cái người mà lớn tuổi, động mạch mất tĩnh tâm rồi, là tắm cái tâm thu, mà để giảm tâm gì? Giảm tâm trương. Đấy, người bị bệnh lý hở van động mạch chủ, bệnh chủ ở van chủ, thì cũng tắm tâm thu, tâm thu bình thường nhưng mà tâm trương là giảm. Mà hiện tâm trương giảm thì máu vào cái tắm điện sạc nồi vào không có, khó vô cùng luôn. Vì vậy, cái đấy là cái tàu hóa sinh ra, cái đấy lô sinh rất hay lắm. Nó làm nó, như vậy khoảng 75 micromet cơ tim sạc nội mạc. 75 micromet cơ tim sạc nội mạc có thể lấy máu trực tiếp từ buồng tim. Có thể lấy máu trực tiếp từ buồng tim. Lượng cơ tim nó dày 10mm nha. Thì cái 75 micromet nó chỉ tới 1mm á. Tức là dưới 1mm á, cơ tim sạc nội mạc á, là có thể lấy máu trực tiếp. Mình chỉ xem, nếu lấy trực tiếp thế này thì thằng trái thôi, thằng phải làm sao mà nuôi được hả? Bên trái là lớn thôi, bên phải là máu thực mạch chứ mà. Đấy, cho nên mình chỉnh vẫn là bên nào? Vẫn là bên trái nó được lời hơn. Mà đương nhiên là phải thằng trái thôi, bởi vì thằng phải đâu cần cống mệnh đó. Mỗi lần bóp hai tay kia bóp đâu, nhưng mà cống bên trái bên phải nó khác nhau. Vì vậy, để lời hài là một lời hài cho trái. Thứ hai này là cái lưu lượng vào, anh biết thằng phải, động mạch bên phải á. Là nó nuôi tâm lắm mà. Động mạch bên phải là nuôi ở đâu này? Nuôi toàn bộ thất phải này. Nuôi mặt sau của tim này. Mặt sau á, bên trái bên phải là nuôi vậy đó. Động mạch bên trái thì chỉ nuôi bên tim thất phải thôi. Nhưng động mạch bên phải nuôi cả hai thất lận. Thất phải, mặt sau nữa. Tuy nhiên, lưu lượng máu vào bên trái là gấp 3 lưu lượng máu vào bên phải. Mặc dù thất phải là nó nuôi rất là nhiều nhưng mà là lưu lượng bằng ít. Không bằng lưu lượng bên trái. Vì thằng phân trại sao? Thằng phải làm việc với công thế nào? Cái công làm việc của nó, nó như thế cảm được của nó, công làm việc nhiều hơn á. Và cái này đứng nhiên rồi. Cái này lô sinh như thế, và tạo mọi nó tạo ra như thế là thấy. Vâng, cho phép lấy máu trực tiếp từ buồng tim và những kỳ cơ tim sạc nội mạc. Đấy. Nói thế cho về nhà, tim muốn tim sang vượt thì phải tim ở đâu? Tim sang bên ngoài á, phải bị tiếng Anh. Phải biết tiếng Pháp để mà đọc. Chứ tiếng Việt chúng ta chẳng nói cái đó phải biết á. Nhưng mà nếu tôi dạy cho mấy bác sĩ ra trường rồi á, thì phải dạy đến cái này. Những cái chuyên đề á, chuyên sâu á. Bởi vì tôi dạy cho bác sĩ sau đại học á, tôi bác sĩ chọc chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, tiến sĩ, thạc sĩ á.
khi mình dạy như thế thì mình dạy xấu ra, xấu hơn. Ví dụ Nguyễn thì những cái rất là xấu, con mình là đại học ở đây thì không có hơn xấu. Nên mình tìm mình sao mình học thêm thôi, mình tự tìm hiểu. Trong tiếng của mình là, trong tiếng của mình là có một cái tổ chức rất là quan trọng và chỉnh nhờ nó là sao? Là bảo nó chạy, mà chạy một dí, một chiều thôi, đó là cả cái bánh. Bánh là bánh chủ, là bánh phổi, bánh hai lá, ba lá. Đấy, mình học giải phẫu rồi. Và những cái bánh đấy nó tự động, tự mở thôi. Ai vẽ động mở hết á. Tuy nhiên, cái động mở nó phải phụ thuộc vào cái áp lực trong con tim này. Cái áp suất trong con tim chính áp á. Áp suất ở tâm nhị, tâm thức. Đấy, anh thay đổi áp suất không thôi. Ví dụ, thế nào thay đổi áp suất? Ví dụ, tự nhiên, cái ván tại đây, bằng đóng kín đây. Cái ván á, ván thì phải đóng kín thế này. Mở rộng và đóng kín. Bây giờ mở cũng rộng, đóng cũng kín. Thì một số lượng máu sẽ đâu? Sẽ trao ngược lại. Khi đóng á, trong ngược lại hoặc là ử động lại, như vậy thì đó thay đổi áp suất không? Đó, như cái chuyện mà ử lại thì nó là thay đổi áp suất rồi. Và chính thay đổi áp suất như thế nó kéo thành vòng luẩn quẩn, làm cho người bán được là làm cho động mạch nó dở hơn. Vì vậy cái người bị bệnh ván tim á, tức là ván tim không nha, những cái ván tim này này, người bệnh ván tim thôi thì có chữa lành được không? Có bệnh ván tim bao chữa lành không? Không có thuốc men nó uống để cho mình liền lại không có. Con đường sau cùng phải làm gì? Phải thay ván thôi. Đấy. Mà cái ván hai lạ, ba lạ nó không phải ván thống không? Nó ngoài cái ván đó con có gì dưới này? Đấy, cái chân của cơ nữa. Nhiều khi đứt cái chân. Đứt cái chân, nếu đứt cái chân thì hai ván nó sao? Trôi ván đi. Trôi là cứ lắc lư ra đây. Vì nhờ cái chân mà ván động mở nha. Dù nó kéo xuống ra đây. Cái này nhìn dưới thấp nha. Nó kéo ván hai lạ xuống. Rồi nó đẩy lên. Đấy. Và cái chân này có giảm như áp lực trong buông tim nữa. Vì vậy áp lực trong buông tim nó thay đổi. Bình thường nó không thay đổi đâu nhá. Những người bình thường này là phải cố định nữa phải thay đổi không? Nhưng mà có bệnh lý là thay đổi. Và là cái áp lực thay đổi thì cái động mở ván cũng gì cũng giờ. Mình chỉ biết cái chân hay là cái cơ gì đó là cơ tim thôi á. Cơ tim thì ai nuôi? Cũng có phải có nhận được văn văn nuôi chứ. Mấy cái nhận đó nó tắt. Ví dụ là bị sơ vừa nó tắt thì thằng này nó không hoạt động được. Đấy, vì vậy người bệnh nhân mà hơi khó chịu đau đau cực mà trước kia hở ván này bây giờ đi hở ván nó có chừng mạnh mạnh trước kia hở ván đấy bây giờ hở ván có chừng đấy vì vậy mà đấy như thể đau ngực ha được xem ra phải có chừng tất nhiên là có những nguyên nhân nhưng bác sĩ khi khám phải để ý tới nguyên nhân đó được bởi vì nếu mình văn mà máu nóng nuôi đủ thì là một cái thiếu máu đâu tự nhiên chân của cơ này làm việc được mà dây chân nước cấp thì ai biết ai khám được bác sĩ lâm sàng có khám được không? Có, nhưng mà bác sĩ làm gì? Làm siêu âm sẽ thấy được. Đấy, ở bệnh viện á, tôi là vừa bác sĩ khám tim mạch rồi, nhưng mà vừa làm siêu âm nữa. Và tôi làm cái thăm dò về tim mạch á. Ví dụ tôi làm siêu âm thường này, siêu âm lồng ngực này, siêu âm qua thực quản này, và đâu do đứa con đúng thực quản á, và thực quản này. Rồi tôi làm siêu âm gắng sức này, là tức là siêu âm, rồi mình phải chuyên thuộc vào cho người ta, chuyên á, chuyên thuộc liên tục, gọi là siêu âm gắng sức. Rồi mình làm thêm mấy cái trắc nghiệm bằng miếng, trắc nghiệm gắn sức đó. Để chúng thăm dò về mạch máu về tim. Mình thăm dò thì được hết hết á. Và tất nhiên mình thấy máy móc mình cũng có mấy rồi, nhưng mà mình vẫn trong điều kiện cơ về mặt cơ bản là vẫn có thể chẩn đoán được. Bây giờ nhìn xem lại đây một cái ván nhân tạo đấy. Ván nhân tạo có nhiều loại ván, ván sinh học, ván mechanical, ván cơ học, ván kim loại, nhiều loại ván. Đây là ván kim loại này. Thì cái ván này ván chỉ thân chưa? Đây là cái ván hai, đây là ván tập thể, đây là cái ván nhiệt, đây là ván nhân tạo. Và đây là cái ván nhân tạo này, đây. Nhiều kiểu ván á. Cái ván tập mềm mà ta đem qua ra đây này, đấy. Và con đường sau cùng đây là, cái đây là mở ngón lắm ha. Đẹp động rất là đẹp chứ. Nhưng mà cái đây mở không ý, không hẹp, mà động cũng không ý, không kín. Đấy, và tùy theo mở thế nào, điều tích biểu, điều tích lộ ván hai lạ là mấy. Chào đây. Chào trời, diện tích ván động mạch chủ là mấy? Chào ơi, đấy, không biết đừng cần phải học về những, tức là giải phẫu sinh lý cái gì đó mà liên quan với nhau hết á. Để khi gom tôi nói tôi đều đi, lộ ván này là 0.6 cm đúng không? Mà tôi hỏi là này ván này mấy, ván này là diện tích mấy thì không biết. Đấy, hỏi sinh viên mong biết, vui gì? Về nhà đọc hiểu chưa? Không đọc, không. Cho nên là môn này nó liên quan cả môn khác như thế đấy. Ván hai lạ là 4-6 cm vuông 4-6 cm vuông
Vì vậy mà văn hóa này là mọi người hẹp mà hẹp đến đối với từ từ bình thường là mỗi người mở đi mình đó gì tất cả bán đó là mỗi người sống mình muốn là bình thường nha, nhưng mà có người lo được 0.5 thôi, 0.5 là sao mở tí thế đấy, 0.5 trong mình muốn thôi, dưới một là hẹp khít rồi, gọi là hẹp khít á, hẹp nặng á đấy. Cho nên bao nhiêu lắm, đa số bệnh nhân tới khám mình coi hẹp nặng hay coi hẹp vừa hẹp đấy hết á, phần lớn là nặng hẹp đấy. Bởi vì là bằng cái bệnh văn thế này, ví dụ con động mạch chủ thì khoảng cỡ 3-4 cm vuông á, động mạch chủ thì nhỏ hơn tí, mình nhìn xem này, động mạch chủ nó mở này, mở đẹp chưa, đóng đẹp chưa, và bằng lỗ mở xí như mày, và đi theo để mình đó diện tích cái lỗ này đấy, đó nó khó dễ lắm. Đương nhiên là tùy theo cái tay nghề của người làm nữa, tay nghề của mình là tay nghề mình làm đặt đấy, và cái mọi người làm ra, vì vậy mà cái kết quả mà siêu thế mà trả về á thì cái đừng biết để chứ là bác sĩ ta phải làm quen hay sao, làm quen phải nghi ngờ mà phải mình phải lâm sàng là chứ, lâm sàng nghi ngờ gì, có phải ai làm được đâu, bởi vì hình ảnh ấy mà nếu tôi đi hẹp quá thì bác sĩ bị hẹp quá cho bác sĩ có biết tôi làm thế nào không, không biết. Vì vậy mà có những vì vậy quan trọng là sao, ai cũng làm được mà quan trọng là sao, là ai làm, ai cũng làm được mà quan trọng là người làm là ai đấy. Vì vậy nếu mà làm những phòng khám kia là không có tính thì chết à, ra phòng khám mà đặt cho cái hợp văn hay là đừng có chết chắc là đúng đấy. Ba làm ở trường này hoặc làm ở đâu đó, những viện ở đó nó đang còn chỗ nào mà bác sĩ tím mặt làm kia, bác sĩ tím mặt á làm thì là chắc chắn hơn, còn để phòng khám ngoài là không có tính được đâu nhé. Và bệnh văn tím này phải làm chí có ổn thuộc vào hết không, có mà phải làm chí, phải thay văn thôi. Nhưng mà thay văn thì đã làm chưa thấy cái văn thế này khác nhau chưa, hai văn này khác nhau, đây đồng bên chủ này bên đây hai lạ này, làm sao mà giống nhau được. Và người ta phải làm gì, bệnh nhân phải làm gì suốt đời nè, phải dùng cái gì, sau khi thay văn phải dùng gì, dùng chống đông suốt đời, học chứng mỏi chưa. Tại sao phải dùng chống đông suốt đời? Đây cái này á là sinh lý nè, không phải là bệnh lý nữa, mà mình mà học chứng mỏi rồi mình hỏi là vì sao mà phải dùng chống đông suốt đời nữa, thế mà phải vì cái này họ đã thay rồi mà họ thay văn cho họ của bệnh ở đâu, nhưng vẫn phải dùng suốt đời. Như vậy về trong tại sao phải dùng suốt đời, tại sao phải dùng chống đông ở trong trường hợp này, cái ông lập trường rồi cũng chẳng phải người đi vào lập trường là gọi là giỏi đấy. Dạ, tôi là mà có luật còn nghe không, còn nghe phải dùng chụp đúng không, nghe không người ta ừ, dạ dạ cô thêm nghĩ là chắc khi mình đưa vào một cái văn, một cái văn hai lớp nhân tạo vô thì cơ thể mình sẽ nó thấy khác đi, gì mà thấy khác thì cũng khác, tức là gì, tức là nó là một cái thằng tác nhân lạ vô, tác nhân là thải ghét cái gì đó, nó phải dùng chụp đúng. Như nhựa này, những cái hệ văn nên là nó không có thải ghét, những cái stent, những cái đặc cô test, những đôi đông giá, nó bằng nó là không có thải. Vì đó là cái loại không thải, thải nhưng mà thải, nó bay đôi bài. Anh chị như người giỏi tôi quay nó, em là giỏi chưa? Chị như người giỏi quay nó. Dạ cô châu à. Châu rồi. Đi lên. Biết không? Thế thì phải suy luận đấy. Mà suy luận phải dựa trên cơ sở mà đã học rồi chứ, học có đến đầu đến trời bất hình bản của mình là sao suy luận ngại không? Ra sao phải dựa chọn đâu? Không hay đâu mà. Tôi hỏi tại sao phải dựa chọn đông đi ngoài tiểu câu đấy? Tại sao phải dựa chọn đông cho mấy cái người đi? Cháu ơi, ngồi xuống tôi ngại là bày. Đến cơ sở mình đã học thì mình phải vận dụng. Không phải là tiểu câu ở đây. Con gì đến tiểu câu không có bốn yếu tố làm máu chảy không đông, trong đó có một yếu tố không phải tăng tiểu câu, một yếu tố mà liên quan tới tăng này, bốn yếu tố làm máu chảy không đông là bốn yếu tố nào thì mình kể cái bốn yếu tố thế nào toán này thôi, không phải là tiểu câu, biết không em? Tại sao máu trong động mạch mà không đông? Này em cháu này, tại sao máu chảy trong động mạch mà không đông? Bốn yếu tố thứ nhất là gì? Thứ hai là gọi là hấp xuất không nổi. Bảy. Không phải, nó lại.
duyên cái gì? Tế bào máu sẽ tích lên âm thanh nó không đi bạn có thích mình. Tế bào gì? Không câu nó bạn có gì? Diễn học ở đâu đây không câu là bạn có đoạn gì? Cái gì? Tiểu câu. Tiểu câu mà còn ứng tập tiểu câu còn đúng tiểu câu chứ đừng không câu có đấy nữa. Gì nữa? Một người tố một cái. Bán tiếng là mẫu, bán tiếng có đây gì? Nói thường, có một yếu tố thứ ba tư đó là không có yếu tố khởi phát trong mẫu. Người bình thường như có yếu tố khởi phát mà có là cái chân đấy, đống đấy. Có yếu tố mẫu đó, yếu tố đó có thể nội sinh, có thể gì? Có thể ngoài sinh. Không có đấy. Và trong một cái đó, trong một ảnh gì, trong một cái bán gì thì mới nói ba cái đó là có một cái liên quan bán đi. Thế nào, em biết không? Này, bởi vì mình nói cái mẫu liên quan bán đi không? Như vậy đó là phải nói tính cho rõ này, máu luôn luôn lưu thông với một vận tốc đi nào nhất định. Trong động mạch nó khác, mà đột vận tốc nó không được đâu. Trong vận tốc, trong, giống như động mạch hay là những cái máy này, là máu chạy qua đó vận tốc khoảng 1,5 mét giây. Khoảng từ 1,3, 1 tới 1,5 mét giây là máu chạy thành cái này. Trong khoảng đó là bình thường. Đấy, ví dụ trong tĩnh mạch nó khác không? Lưu thông khác không? Trong mau mạch khác không? Trong động mạch khác không? Và vận tốc đó không thay đổi được hẳn như thế đó, đó là sinh lý. Đó là vận tốc bình thường. Tuy nhiên này, nếu anh thay đổi vận tốc là coi chừng là đâu? Bởi vì, ví dụ nha, anh nhìn bạn thấy mấy cái người mà bị giảm tĩnh mạch không? Về nhà mà có mẹ đô bên đó, đi thì cái chân, sao chân ngoan 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 giảm tĩnh mạch, mà đó tĩnh mạch nóng thôi, không quan trọng, mà tĩnh mạch xấu thì quan trọng. Và những người đó nó nguy cơ gì? Giảm tĩnh mạch đưa tới nguy cơ gì? Huyết phổi, đống máu. Vì sao giảm mà đống? Bởi vì giảm như thế là máu chạy lên đâu? Chậm thì cuồng nó sao? Chậm trong đống. Luôn luôn chạy đúng thông mà. Đó là ở tĩnh mạch ạ. Ở động mạch á, mà máu chạy nhanh của nó đông. Thường thường mà động mạch mà bình thường cái này nhá, mà bị sơ vữa, bị hẹp lại đó. Mà khi chạy vào cái chỗ hẹp thì sao? Tăng vận tốc. Tăng bằng tốc độ đánh, xoay, đánh ba vào nhau, dồi thì làm đông. Cái này vận tốc phải là 1,5 mét chế, mà vận tốc là 3 mét chế nữa. Mấy cái kim loại đi ạ, vận tốc có thể tới 2,5. Đây, vận tốc này là 1,5 mét chế, nhưng qua này là 3 mét chế. Và vận tốc như thế này, mà bình thường thế này, bình thường bên mình có thể đánh, vá vào, đánh, xoay vào bên này. Và nó làm cho gì? Làm cho chị thành cục màu đông. Vậy phải dùng chống đông suốt đời. Mà khổ lắm mấy chị phụ nữ đấy, khi dùng chống đông suốt đời như thế mà gặp kinh nguyệt á, lúc còn kinh nguyệt á là hàng loạt gì bị gì, những khi chảy máu kéo dài mà sờ nghiêm trọng, mà dùng những cái thằng tao sao cùng một đông đấy, mà tự chết liền á, chết ngay. Làm sao chết ngay? Cùng một đông này á, là nó rơi vào đâu thì chết ngay, rơi vào lỗ văn á, bị không lỗ động mạch văn kia mắc kẹt vào đâu là chết liền, chết trôi ra đường mà trôi ra ngoài ví mà trôi lên não mà chết chứ chết. Chỉ còn liền quá ha, nhưng mà trôi vào lỗ văn là chết. Vì vậy bắt buộc phải dùng chống đông nghiệt ngã. Chống bằng cái khổ lắm, không phải dùng chống đông là sống không? Mỗi tháng phải đi kiểm tra một lần. Kiểm tra cái gì? Xét nghiệm máu, để xem trong máu mình cái khép rõ mà mình có đủ hiệu lực để chống đông không? Và cái thuộc chống đông đó nó phụ thuộc vào chế độ ăn nữa. Ăn trái cây nhiều quá, ăn rau rạc nhiều quá, thế ăn là hơi uống thuốc này uống thuốc nói là nó ảnh hưởng đến thuốc chống đông đó. Như khi tháng đi thì uống bình thường được, nhưng tháng sau uống vô chảy máu trứng răng, chảy máu bầm tím đấy, cùng với liều đó thôi. Vì vậy mình phải tính liều hàng tháng đấy. Đấy, cho nên nó khổ lắm, người ở xa ở trên ở lưỡi ở đâu đó mà cái bệnh van tim này nó rơi vào ai? Không phải rơi vào con nhà giàu mà ở thành phố không, mà rơi vào con gì, con nhà khó khăn, đống con cực khổ, bố mẹ thì bận làm ăn khá xa xôi rồi, làm gì có con thành phố nó bị đâu. Đấy, bởi vì tôi làm hàng ngày nên tôi biết mà. Còn tới khám mình có một như buổi sáng mà rất nhiều bệnh từ đây đó, mà hỏi ra toàn là ở phủ Vang với phủ chứ có Huế này ít đó, mà toàn nhà nghèo. Tại sao mà con nhà nghèo lại bị? Tại sao nhà nghèo mà dễ bị? Ăn mỡ nhiều. Vì sao không? Và cái bệnh này, cái bệnh Vang thì mẹ ở nước ngoài nó không có. Ở mà được phát triển là không có luôn. Ở phát được phát triển đó, nó chỉ có bệnh van tim dí bẩm sinh.
Tức là chỉ có mắt phải, gần là mắt phải. Và thuộc phạm của nó, mình hoàn toàn có thể phòng được. Mình đừng có nó có nhưng nó phòng rồi. Không bởi vì, ở mình nó xảy ra là tuổi nào? Cấp 2. Cấp 2 á. Chứ tuổi này có thể bị không? Có, nhưng mà tỷ lệ sao? Thấp rồi. Nhưng mà tỷ lệ chiếm đa số nằm ở cấp 2. 12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi. Và mình và thuộc phạm từ đâu? Từ cái viêm họng này. Ở đây có ai viêm họng không? Đấy. Có những học sinh y khoa mà tới 5 tới 6 kia mà đi tìm tới tôi là cô ơi bữa nay mệt thế này nó cô khám cái em đấy sao mình làm cho học cái xương ra cái gì biết không hở nặng quá là mình chủ đấy hở nặng lắm nó nói nghe em biết à em hở nặng quá em học mẹ em nghe tin à mà cái đơn thiên hở chủ nó khó nghe hơn nhưng mà vẫn nghe được chứ hẳn bỏ gì hết rồi lúc em có mệt em tới xin đi xin bệnh lên khám bảo hiểm á mà xin làm siêu tim á thì mấy cô bảo hiểm không cho bảo hiểm mà cái cố mua bảo hiểm là cũng cho mày có cái gì mà mày đi làm siêu tim là có một cô bảo hiểm nào mà không cho làm là vì sao không cho là vì bảo hiểm thì nó quy định cho mọi người đi khám 80.000 cho mày làm được siêu tim 201 thôi bảo hiểm lộ sao vì mày khi nào cần mày làm bởi vì ông bà hỏi là bác sĩ hỏi là mày có đi vòng chơi thể thao được đấy mày chỉnh hẳn chơi thể thao như thế là làm cho cả bán tim sao càng căng nặng hơn rồi. Mà để khi em khám bên là cái thằng cân ra trường, tức là cầu ra trường, thì tôi lại kiểm bán này hở nặng lắm rồi. Nhưng mà nó để thay chưa? Thì còn chưa thay. Sẽ thay đấy mà chưa thay. Bây giờ thì chưa thay nhưng mà nặng lắm. Bây giờ phải uống thuốc thôi. Mà uống thuốc để mà tạm thời được nâng đỡ cho tay tím thôi. Rồi là hẳn đi qua bệnh hàng đi vô bệnh viện trung ương thì bắt thay van. Nên qua bảo vệ mình là bên trung ương nó bảo thay van. Câu này khó mà đạt. Từ từ. Thế thấy sợ quá đâu tốt á, thấy sợ quá thì phải dùng chống đông đấy. Rồi con hẳn đi vô Sài Gòn, vô bệnh vô rồi vô cái chợ rầy. Vô chợ rầy, thì vô viện tím á, thì bảo thay mà. Rồi thì hẳn đi qua bệnh viện Thảo Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh á. Có Y Dược á nè, thì Y Dược là chưa thay mà. Đấy. Mùi trường làm việc công tác đấy. Nhưng cái nơi mà họ dày á, như mình á, mình dày sinh viên, mình biết là thời điểm nào sẽ phải thay. Chứ còn bệnh bác sĩ làm lâm sàng như thế, cứ biết cơ thể thở nằm thấy thôi nhưng mình phải đánh giá nữa đánh giá nhiều cái vì mà bên nói thế y dược phải thấy không không thay thì đúng rồi đấy là mình không thấy là đúng rồi đang bị chừng thấy chưa việc thằng làm chưa có biết thằng làm trong bệnh viện phòng khám là làm gia liệu lấy vợ rồi mà tôi nói cái con vợ của bằng bị thay ban chắc nếu không vợ bình thường thì bị cho vợ bác sĩ làm lấy quá nè thì phải bị giấu nè đừng nói gì hết à đấy đừng hỏi chi là mình khi mà quen đừng hỏi chi tôi ăn gì bán tim làm người này chắc chết luôn chứ còn mà bình thường thì học tiền người bình thường chứ bác sĩ với nhau làm tiền bác cũng đi cũng phải là bác sĩ cũng lại bình thường mà cái cá nhân nào đây có thể sống suốt đời không làm gì có khổ giống như một đời này mà cái bởi vì tháng nào mình đi kiểm tra vì có một thời gian sau là bị thục ván hoặc là hở ván á là hư ván đi đấy cho nên là khổ cho nên mà vì vậy phòng chứ phải vì vậy viêm họng có phòng được không được cái xong được đấy thế mà thể viêm họng nó phải lo làm chi uống kháng sinh nhưng mà chị nhớ để nếu mà viêm họng mà uống kháng sinh không và không điều trị có được hết không có hết không có hết mà từ khỏi đó ý mà thằng này viêm họng đi nữa không biết cô chưa giải thích mà không viêm họng có hết không? Không điều trị kháng sinh có hết không? Hay chứ sao hết? Khoa học tiếp khoảng 20 phút nữa là chị tôi cho chị nghỉ sớm hơn. Bởi vì tôi phải ngồi một hồi đông tiến sĩ. Nói dễ đi. Chị đang đau cái gì không? Mình không có gì. Lần 2 là đồ. Đây là tầng 1 đó nè. Ok. Mà thì con anh chị sao lại học vi sinh chưa? Đang học. Học trò vi sinh để cái con vi khuẩn mà không phải vi khuẩn nào cũng gây ra và ra bệnh tim hết đó. Là có một con thôi là con liên cầu, nghe liên cầu vẫn không? Nghe liên cầu chưa? Đấy. Liên cầu. Tụ cầu. Mà con nó gây hai viêm viêm họng lắm. Mà có cái viêm của nó này chứ phải là cái liên cầu nào giống nhau. Và khi nó viêm họng thì nếu anh không điều trị thì cơ thể nó từ sáu nó từ chống đỡ lại bằng lăn không phải lăn bằng hết đau họng hất sổ 3 ngày sau đó và cũng giống như
mình đừng mũi hay là dở thì mà em đang trôi qua. Tuy nhiên thì khi thấy ngưỡng rồi á thì thôi, nhưng mà sau 2 tuần khi nồng độ kháng thể trong máu và tăng rồi á là nó đã nhờ kháng thể đánh vào đâu, đánh vào con vi khuẩn cơ thể nó sẽ kháng thể chống lại, thì giúp cái mang tế bào, cái protein mà mang con vi khuẩn đó nó giống vô cùng với cái nồi mạc trong cơ tim, vâng, giống vô cùng với cái khớp, cái bóc khớp nó giống quá, thì cái kháng thể thông thường ở đâu, từ đó là con vi khuẩn đánh vô luôn, cuối cùng đánh vào van tim, đánh vào nồi mạc cơ tim và làm nó sôi đấy, nó sơ hóa đi và nó cuồng cái van này lại này. Con đánh vào khớp thì làm gì, gây gì, viêm khớp, đau khớp, nghe khớp đập tim chưa, nghe chưa nào, đấy. Vì vậy nếu con nhà giàu, con ít con thì cái bên nhà mà thoải mái ít con đó là gì, con đó là chăm sóc đi khám bác sĩ, ông đi khám về, nhưng mà nếu mà nhà đông con á, cực khổ á, thì đôi khi con đau làm gì, thôi ra để làm chỉ cái chân hẳn ha, là đã ổn chân gì đó thì như thế, mà chỉnh thể như thế đứa tới gì đó, đứa tới cái thông tin không biết. Và đứa trẻ đó khi mà bị lên tim rồi hẳn cũng không biết làm sao biết được, và đến khi lớn ở đây á, học ở đây xong rồi hay là làm gì đó tự nhiên để một thời gian có đó thì mình đi khám bác sĩ và lời ra. Vì vậy ít lắm, chỉ khoảng một phần tư người đó là bị bệnh rầm rộ, thế còn đa số là im lặng, khớp lên tim và im lặng, im lặng hở và tim cũng biết, để khi hở nặng thì biết đây. Thấy một cái ván bây giờ phải nộp vô 70 triệu, hai cái ván đầu vô 140 triệu, nghe kính chưa, có tiền không, đa số là bệnh nhân nghèo là có tiền, nhiều khi bệnh nhân mà có 29 tuổi 30 tuổi mà bị ván nào nặng lắm, tôi gọi là em có tiền thì thay ván không, nhưng không có thì chưa răng cái em biết răng hết chịu không, rồi thì chỉ chắc đợi chị cả im lặng nói gì, 1 triệu cũng có nè, 27 triệu bảo hiểm rồi á, thì bảo hiểm nó chỉ trả cho khoảng 37 triệu thôi, như vậy số còn lại là mình phải tự trả. Bây giờ anh chị sẽ xem này, cơ tim nằm chỗ nhà hết, còn có bệnh nhân canxi nữa.
và như các cái protein co cơ hoặc trong vô myosin hay trong vô miên này đó là cái các cái troponin để mà góp phần trường lên các cái sợi các cái actin myosin là trường nhau thì nó giống nhau mình gọi, nhưng mà riêng trong protein rất là đặc biệt là hợp bào và một sự kích thích bất cứ vị trí nào trên tim thì cả cơ tim đều nhí đều rất là nhanh chóng đáp ứng hết, chứ phải vị trí đáp ứng không đó nè, bởi vì nó dần truyền rất là nhanh qua mấy cơ hội này ha. Chính vì vậy mà mình phải bồi dưỡng cái hạt chứ ấy đấy, mà mình phải hoạt động như thế phải bồi dưỡng chứ, mà phải bồi dưỡng từ đâu, từ trẻ nhỏ nhỏ này, từ lớp người trẻ mình phải bồi dưỡng, chứ phải để cái da bồi dưỡng đó nè. Cho nên bồi dưỡng nó là bằng lối sống tốt, ăn uống sinh hoạt và lối sống của mình thôi. Và nếu người nào mà sống tốt, ăn uống sinh hoạt tốt hay ngoài thường tốt thì là giảm gánh nặng cho tim đi. Đấy, vì vậy mà bia rượu thuốc lá ngồi mà giãn mắt vô màn hình cả ngày thì đấy, có người ngồi cả ngày đó ốm cái điện thoại ốm đi ốm cả ngày thì đấy, những người đó làm sao mà sống lâu được. Rồi nhưng anh thấy điện thoại đi có cái tía không kính không, anh để thế này nè, anh để cái kệ ánh sáng thì nó có phạt ra thấy không, phạt những hao con rồi rõ mà thuốc thì cái tía đó để mà mình nghe chập chắc bú não đi chắc cái thích nào mà phát triển được khối u thấy không, thấy cái tía không, ôi trời kính lắm, ngồi đến cái đằng sáng này cái này nhìn thấy cái tía hả, tía hả từng đạm tía rất là dài và tía đó rồi cái tía là không còn đỡ thấy là không được mà nguy hiểm rồi, một khi mà ngồi từng ngày á, ngồi từng ngày như thế là không vận động mà lối sống không vận động là lối sống mà không phải lối sống lành mạnh thôi. Ở đây có ai thể vận động không, có ai chơi thể thao không? Cháu ơi, mà bác sĩ là phải cần có gì để có sức khỏe đấy, chứ bác sĩ có sức khỏe làm sao mà làm việc. Tim mình á, cơ tim là làm khỏe mà thì như cái cơ tim như thế, nhưng mà tim mình vẫn ra ngoài vận động không, vận động không còn vẫn ra ngoài vận động như thường đấy. Cho nên mà vì sao đập là như cái này tức là hệ thống dần truyền từ đầu trong tim. Cái này học chưa? Có giải phẫu có học không? Mà học giải phẫu thì đấy, cái dần truyền là cái gì đi? Cả các đục xoan này, đục nhĩ thất hay là bỏ liên đục hay là bồn nổi hay hết cuộc kiến là cái gì rồi? Thân kính nào? Hay là cái gì? Đấy. Nhưng vị trí đó chính là gì? Là cơ tim. Mà tôi nói là, vì vậy, như vậy cơ tim mình có hai loại. Toàn bộ của cơ tim nó có hai loại tế bào. Một loại tế bào biệt khóa là thằng này, và một loại tế bào co bọc. Co bọc là ai? Là cơ nhĩ và cơ nhĩ, cơ thân là co bọc. Đây, những cái tế bào biệt khóa thực sự là cơ tim thôi nhưng mà biệt khóa. Và cái này thì xem một tài liệu này, người ta tìm ra từ thế kỷ 15, 16 đã tìm ra rồi. Nhưng tại sao thời kỳ đó mà làm như có disco, làm như có system, làm như có điện tốc độ, làm như có điện sinh lý đâu á? Mà tại sao nó phát hiện được? Giỏi chưa? Đấy, nó phải phát hiện được, giỏi lắm. Tức là nhờ cái ngẫu nhiên nó phát hiện được á. Có những người chết rồi, đem xuống nhà xác mổ ra. Và ngày xưa học đến xác á, ngày xưa học đến xác thì như có học ở đâu á, có nghe có con gì đó á. Vừa chết cái là kéo xuống mổ liền, để là xem là khi mổ chết thì tổ cả cái tàn thế nào. Vừa chết lâu cái tàn thế nào đó. Nhờ vậy mà mình muốn giải phẫu bệnh, mình phát triển nhờ cái xác á. Cuối cùng á, thầy chết rồi nha, bác sĩ đánh giá chết rồi, đem xuống nhà xác mổ ra cái thầy tim lòng đập khiếp luôn. Tim đập là ở tù đấy, bị treo cổ đấy. Bởi vì nó là có thể giải phẫu trên người sống, người chết thì không được giải phẫu trên gì? Người sống. Trên người sống. Mà tim đập là sống như thế. Nhưng mà đập một lúc thì ngừng lại, tại bởi vì lý do là do anh mổ hẳn bằng chết. Đấy, như vậy cái người mà làm đó là sao? Được quy vào tội gì? Giết người. Thì tội giết người đấy. Đấy, cho nên mà đập ra là cái người, người nhận thờ, cái người mà tim ra cái ông cách flat hả? À, cái ông này là cái ông tim được xoa là cách flat đấy. Hay là cái thằng này là dùng Ashok Tavana đấy, hay là Hiss, một kiến sơn tên của mấy người tim ra đấy. Và những người đó họ ngầu nhưng mà quan sát thì họ nghĩ nghĩ là thật sự là con đã chết rồi. Đã chết rồi mà tại sao mà sống đến thể con đập lại? Thế bắt đầu nghi ngờ là sao? Bản thân là tim nó có cái gì? Có những vị trí đau, cho dù nó không có liên quan từ nó, cho dù nó không ra khỏi tim rồi á, ra khỏi đấy, họ không cung cấp được, nhưng mà từ nó vẫn còn khả năng gì? Hoạt động được. Vì vậy thì mấy người ghét tim chưa? Mấy người ghét tim thì người ghét, người lấy tim ở Sài Gòn, người ghét tim của Hà Nội kia mà. Vì vậy nó lấy tim ra, nó bỏ vào cái dung môi, để nó tạm thời nó nuôi dưỡng á, nó đem ra Hà Nội. Đấy,
không phải là lấy ra mà ngưng liền đâu, không có, vẫn còn đập được, chỉ có điều mình cung cấp dưỡng chất cho nó. Và một cái tim mà lấy ra đó có thể đập được 10 tiếng đồng hồ mà hết đập được. Như vậy trong vòng 10 tiếng đó là người ta phải làm gì? Phải kẹp vào cho người được nhận. Đương nhiên là kẹp càng sớm thì càng gì? Là càng tốt. Tiếng thứ 3 và tiếng thứ 10 là khác nhau nhé. Đấy, nhưng mà Hà Nội mà thành phố Hà Nội thì Hà Nội hay Sài Gòn ra rồi thì còn 3 tiếng thôi là ghép thôi đó. Bởi vì chắc cái ekip là chuẩn bị sẵn rồi, đã mở tim mở ra rồi nhá, tức là sẵn rồi, có đét tim bỏ vô thôi. Cho nên là nó bằng mọi giá càng sớm thì càng tốt. Đấy, vì vậy mà sao đâu lần lần đến thế kỷ 20, từ thế kỷ 15 là biết có cái này rồi, nhưng mà thế kỷ 20 thì chúng ta phải biết có điện tâm đồ á, thì biết được là đủ số hay là đủ nào đó hoạt động thì nào là biết. Pháp nên như thực tập như có bài này đấy, thực tập trên bộ á, ta có cái bài nhưng mà thực tập trên con gì, con ếch đó. Ngày xưa người ta lấy ếch ra làm hết, bởi vì lấy tiếp ếch là dễ mà, dễ làm á, người ta làm cái ếch là để có vị trí này. Tuy nhiên mình nhớ lúc mua mình phải tài liệu chứ nào, một vị trí này tần số phát sóng có sao là khác nhau chưa. Nhưng tim mình á, là tim mình biểu đập theo ai, đập theo lục xoang, thì lục xoang là tần số nội sinh của nó. Nhưng mà tim của núi là đập 60 lần này, tim của chị thì đập 70 lần này, thì nhiều 90 lần khác nhau không? Khác nhau, mặc dù đập theo lục xoang đấy nhưng vẫn khác nhau. Bởi vì gì? Bởi vì cái này, bởi vì đó nó nằm trong cơ thể mình và chịu sự chi phối của ai, của hệ thần kinh. Nhưng mà khi vâng ra ngoài đất là giống nhau không? Vâng ra ngoài đất là hết rồi, là coi như đập là giống nhau, và tim nào giống nhau, chỉ có nằm trong cơ thể là khác nhau. Vì vậy khi vui khi buồn khác không, khi ham hứng phấn khi suy nhớ thiếu ở khác, người mà thắng thắng hại là khác đấy. Và vì vậy những cái đó là chịu sự trên cái thần kinh trung ương đó, là và đối với tim đó là tán á, đó là thần kinh gì, thần kinh tự động đấy. Và bạn nhìn thấy là vùng cỏ dưới 10 là hệ phó giao cảm và giấy nhí và giao cảm đấy, là hai này. Và hai cái hệ này nó hoạt động trái ngược nhau. Ngủ với ngủ nghỉ thế này là ưu thế hệ một. Hệ một là ưu thế, hệ nào ưu thế hơn? Phó giao cảm. Còn thức chạy nhảy á, hoạt động á, hệ một giao cảm. Và hệ nào thì đưa tới bệnh tim mạch, tức là bình thường không sao mà quá mức ấy, tức là hằng ngày nào hằng quá mức là đưa sẽ có tình đưa tới bệnh tim mạch đấy, là hệ nào? Giao cảm. Phó giao cảm. Giao cảm. Vì vậy giao cảm là cái hệ mà nó đáp ứng cơ thể trong mọi trường hợp khẩn cấp này, stress này, hoạt động này, đấy, lo âu này, sợ hãi này, vân vân, là hẳn là đương đầu. Mà khi đương đầu ra làm tốt, tốt chứ phải xấu không? Tức là cơ thể mình chống lại thì tốt, nhưng mà cái tác nhân đó nó kéo dài thì sao? Thì chắc thành quả xấu đi. Ví dụ stress, bị stress không? Áp lực á, stress á. Bây giờ học cái này phải stress không? Không ạ. Cho hay nghĩ. Thế có thể có người nhảy lâu từ từ nhảy như xong từ từ đó. Mà mình, cái trường mình này có phải nắm mà có thể cũng nhớ. Mà nghĩ hai đi, bây giờ thoải mái rồi, bây giờ học tiếng gì á. Học thoải mái rồi, học giờ thì mà học thì mà học đối phó. Không lo ở lại thì lại, không mà thôi, lên đập xuống thì lại. Chứ hồi trước mà học rồi mà nhiếm kỹ đó. Tức là cái này mình nắm chắc đấy, khoảng 4 năm thôi. Cái gì cũng biết hai này nè. Cái tay nữa là thằng hơn, tôi vẫn nhớ tên nha, thằng Vân chữ cơ chữ chờ, rồi thì cái sáng là thí sinh lý nha, mà chữ chờ rồi thì hẳn là ngoài đầu tiên, thì hẳn ngồi ngồi, nếu mà ngồi thì ngồi gái đi, không thể hẳn đây. Bình thường thì khi mà có lúc là tôi hỏi gặp trưởng, hỏi là em thấy bạn đã xong tới đi, bác này giờ em biết là mà hôm qua vẫn bằng một con, bác thấy mà đi học không thưa, hay đi đâu đó bác thấy mặt, thì hỏi. Thì cũng có thể chắc là hỏi mọi người xung quanh hôm nay bị vì sao tới đi đâu biệt. Thì mình vẫn đi bình thường thôi. Đến chiều mai để đi làm. Nghe đoạn nhạc thì sống với loại sống hướng á, từ từ. Tức là hẳn để lại, vẫn để lại chi đồng đúng là bình thường. Nhưng mà họ phát hiện đôi dẹp á, nó bao sống bên đây. Phát hiện dẹp. Đi bộ nhá, đạp bằng con đó mà. Điện thoại bằng điện nha. Nhưng mà đi bộ ra bao sống, nhà sống từ từ còn đụng ngay mà. Cái sáng thì xích lý luôn. Kính không? Bởi vì áp lực nhiều quá chắc là nhiều nổi. Tất nhiên, trên người đó là có cái nhân cách thì đang có vấn đề đó. Nó có cái nên rồi, có cái nên sẵn rồi. Để khi học hành tại đây sao? Nó bức xúc luôn.
Vâng, tim có tương tự, Ây da, có hiện ra. Cho nên ai đó mà thấy mình học không nổi, đau đầu, cứ đau học đau đầu. Có chứ ấy, có sinh viên tự cảm thấy cô em bị đây, bị đau đầu đấy. Học đau đầu, học đau đầu, thì làm gì? Nghỉ học chứ. Nghỉ học á. Thì chuyện ngành khác mà hàng ba thôi. Bây giờ chẳng khổ chứ ngành, đơn học bác sĩ chi. Gần nhiều ngành lắm á. Nó đi học, đi bảo xuất hiện. Học bác sĩ. Học bác sĩ. Học bác sĩ. Khi nào phải vui, làm gì cho vui vui nữa. Học bác sĩ nhiều mẹ. Thầy nào từng có được học nữa. Vâng, cái người mà gặp cái áp lực á, mà không thích đi được. Không thích đi được thì trong máu mình luôn luôn tiết ra là chất gì biết không? Mà chúng ta cái chất giáo cảm đây này. Mà cái thằng giáo cảm á, nó adrenaline này. Adrenaline này cái thằng đó, nó luôn luôn làm gì? Bạch máu hơi con gì? Mà hệ bạch máu con, bạch máu nó không còn nòn có hết. Mà bạch máu mà có, cái thằng thì thêm đồn mà còn có vấn đề liền. Mà tiểu cơ mà tới. Đấy, bắt đầu sẽ nó gây ra gì? Nó tăng kiện tập tiểu cơ. Tắm phi đài cho trên bệnh máu và đối tượng bệnh tim mạch thôi đấy, đó là nói về chuyện tim mạch thôi chứ là chuyện khác nha. Đấy, vì vậy một người ở trong một hoàn cảnh stress lâu ngày, stress mạng tính á, thì đối tượng là gì? Bệnh đang thương bị cho tim mạch đã gõ rồi đó. Vì vậy mà bệnh sụn một là bệnh gì biết không? Bệnh tim mạch bây giờ sụn một là bệnh gì? Đi ra đường là gặp à? Bệnh gì? Cao huyết áp. Tăng huyết áp. Ở nhà có ai bị không? Wow. Thế nào có người bị thôi. À, ra đường là thấy đấy, ngày xưa cách đây 20 năm, năm 1995, thì cái thống kê của bệnh tăng huyết áp Việt Nam là 5,5% người bị tăng huyết áp. Đến 2016, tức là 20 năm sau vừa rồi đấy, thì hội nghị tim mạch ở Hà Nội có một báo cáo là tỷ lệ tăng huyết áp Việt Nam bây giờ là 48%, kinh khủng. Mà mình nghĩ hẳn khoảng gần 28% thôi, nhưng mà thực sự khoảng đó 48% vừa nghe tim mạch. Tại sao mà như vậy? Cứ hai người là sẽ có một người là bị kính chưa, như vậy trong lớp này ai bị chưa, nhưng khi không biết có. Tuy nhiên tại sao một số cao thế? Bởi vì 48% đó là kể 18 tuổi trở lên. Mà như vậy những người mà 60, 70, 76 cao lắm, những người đó phải tới 70% lận đấy, chứ trung bình cộng á là một đấm lên cao. Đấy, chỉ vì vậy mà cái tăng huyết áp đó là vô căn, không hiểu lắm. Nhưng mà yếu tố thuận lợi của nó là gì? Là lối sống á, là làm thuận lợi đẩy mạnh ra. Đấy, cho nên người mà thoải mái á, người mà môi trường á thoải mái không áp lực á, và tiền bạc thì tung tủi giàu rung rinh rung rinh đấy, thì cái gì bí hơn đấy. Cho nên nghèo cũng là gì? Cô là một stress ấy, biết chưa? Có tiền lắm. Người ta đã có tiền để uống ra sữa, không có thèm. Thèm quá, không có một áp lực đấy. Có ạ. Bây giờ là tận dụng lắm. Mẹ ăn đi sạp để mà đi không theo mẹ bố ai thèm. Nhìn cái xe đạp nó chạm. Nữa, nhìn xe đạp nó chạm rồi. Bây giờ nó tận dụng á. Đấy, cho nên là nghèo sĩ là thấy nó mưa đó, nhưng mà có cái bác sĩ đang đỡ hơn nghèo, nhưng mà là số nhiều bác sĩ thì nó còn đỡ hơn sĩ từng lại được đâu, chứ đã nghèo nhưng mà con cả bác sĩ chắc chết luôn, làm sao mà ai nữ không ai có thể sao đây khổ chứ. Và chuyện đó là một gì? Cũng là một stress đấy. Vì vậy mà bây giờ là nhiều thứ stress đó. Tuy nhiên học tại đây, học khác tại đây cũng là stress, nhưng mà stress là bắt buộc mình phải sao, phải thích nghi với nó. Và mình phải tập cái gì? Tập sống trong gì? Sống trong xét nó. Và xét nó giống như là một cái gì? Cái cuộc sống của mình thế. Mà khi xét nó giống cuộc sống của mình là chiến đấu thôi. Nghe sống với lụt chưa? Nghe sống với lụt không? Có những người tập cứ nắm, cứ ngược lên đấy. Chắc băng quén á, giống như ngày nào có đường thôi, giống ở Sài Gòn có cái nhà sao? Nghe chiều ngược chưa? Ngày nào được lên đường ngôi á, ngày nào được ngôi, chắc sao? Chắc là quen. Nắm nào được lụt ngôi là quen. Và bệnh sống như thế chúng ta sẽ bị lùn. Anh chị nghỉ và nhớ bây giờ tôi sẽ về nhà đọc này, đọc cái gì này, về nhà đọc tôi cái các tính chất sinh lý của tim này, chu kỳ hoạt động của tim này, điều hòa hoạt động của tim đấy, nhớ chưa? Về cái tim á, về nhà đọc tôi cái đó.
lần sau hả? Tôi kiểm tra cái đó nó được chưa? Bác là bài viết hả? Về nhà đọc sinh bị tím đấy, tiêu hoa hợp đồng tím, chú ký hợp đồng tím. Và lần sau tôi kiểm tra đấy. Anh gì có thể đọc đúng sách và nếu muốn thắc mắc thắc mắc cái gì thì anh thắc mắc cái gì mà không cần thắc mắc đúng sách mà thắc mắc cả ngoài luôn. Thắc mắc cái chuyện mà trên trời vậy đất mà liên quan tới gì? Tím. Tím, đều có thể hỏi được hết. Em về rồi đi anh cứ ôm lúc đi tôi phải đi ngồi vào đâu bây giờ tôi ôm nhé bên đây không học bên đây là cái gì nữa châu đó nói chuyện ngồi yên mà chị đi mô về à chị đi mô đời thì ngồi đó không được về ngồi đúng chuyện dân kẹp năm tôi quay lại và tôi nhìn con đã đọc bài cho cái ngồi đó mà đọc bài đúng 9 giờ kẹp năm tôi xoay lại quay lại tôi ngồi 20 phút thôi nhớ chưa anh em nhớ không 9 giờ kẹp năm tôi quay lại